còn cái mẫu khoan này là 25.000, khoan bạc với khoan vàng. Đây, khoan bạc với khoan vàng á, 25.000. Không thì cái mẫu dòng tròn đá là 25 luôn nè. Tròn đá ha, nó tròn đá chứ tròn đá 25. Cái này là tròn đen nè. Mấy này 25.000 hết ha, tròn đen mấy mẫu đẹp lắm. Cái là bông này là bông chữ B. Bông chữ B sang á. Trời ơi, bông chữ B này ghiền nha. Trời ơi, nhức nách cái này đi tiệc là đẹp lắm. Em tròn đen ok. Tròn đá luôn ok. Ờ ghé đi. Đầm bi maxi đẹp lắm, phía sau này là nhúng thun
đẹp luôn. Đầm Tiểu Thư này sale luôn cho mấy chị ha. Nhiều chưa ta? Sale 40 luôn. Đầm vàng Tiểu Thư sale 40 luôn nè. Form dài quá gói, eo này là eo thun. Eo thun nha. Set thể thao này còn một set nè.
đẹp nhất nách nha mấy chị yêu ơi. Nó giống như một con áo khoác luôn nè. À áo của bà em đang mặc như ta? Ờ à, hình như 75 cái gì em sale luôn, 45 ngàn luôn. Còn cái hai cái à, trắng chị Tiên lọ. Đây gán xả cho nó gọn gọn. Còn cái set này hàng hàng Quảng Châu đẹp luôn nha. Ai set thể thao cũng xùy quần đùi chốt cho em 45 ngàn nữa là. Set giùm em 45k. Ê em sợ bên này hát karaoke quá trời, hát karaoke là em xem like nghe vậy. Ai đã set chút set xả 45 ngàn nè. Set xả 45 nha các bạn. Gọi tình thủ hồi lỡ của cao kê cái chết bà luôn hết lại. Rồi con áo này đặt xét cho chị chồng mấy Trang. Áo kiểu mà lông không bé. Có áo ống á chị, áo ống lông đẹp lắm. Để em lên cho coi. Nè tôi nói các bạn nghe, ghé mua đồ đi. Gần Tết tôi có quà rồi nè, tặng cái túi đẹp lắm. Rồi cái áo này bỏ hổm. Trời mới bán hết luôn á mà xưởng nó không biết nó gửi gì cho em nữa. Ôi ôi. Áo đẹp ha. Áo này là áo nam nữ gì mặc cũng được hết trơn, nó size nó là size XL giùm em. Có trắng với có đen nè, chốt sale luôn cho mấy bà nè, 30 ngàn luôn. Trời ơi xả lỗ luôn á. Ờ à, đó rồi. Mới vừa bán xong luôn á, bán không biết nó gửi về nữa cho em. Đây nè. Ai còn áo ống lông nè. Áo ống lông này hàng của Hot Girl mặc á. Em có trắng có đen nha. Áo ống lông này có trắng với có đen. 95 ngàn đang sale còn 55 luôn á. Trời ơi đẹp chưa? Sang ghê luôn á. Đầm đỏ hả? Đầm đỏ nhung đúng không chị? Đỏ nhung là 165 ngàn em đang sale còn 129 á. Đây ống lông nhiều em có mút ngực luôn nha. Trắng với đen đang xả còn 55. Rồi con áo này chốt em 30 ngàn đi mấy bạn. Áo nam ha, áo nam mít trên L nè, có trắng có đen. Trắng đen 30. Này cái má hồng nhung có hổm vô đặt một đống luôn rồi ha. Mất tiêu. Xét dạ giùm em nha mọi người. Xét dạ suốt nè. Trời ơi đẹp nhất nách luôn không. Màu đen. Chốt sale cho mấy chị 120. Ai lấy xét dạ chút xét dạ 120 nè. Xét dạ 120 ngàn giùm em. Ai lấy dạ chút dạ. Dạ suốt nha, hàng xịn đẹp luôn. Quần có lũ hôn chứ sao. Chốt bộ bé nữa. Bộ bé này là size mấy đây? Bộ bé này là size số 4, 15-16kg rồi mẹ em, 35 ngàn. Bé nhung ha, ai là bé chút bé ta vào quần dài nè. 35 ngàn, tầm 15-16kg rồi mẹ em. Ai là bé comment bé xanh. À màu đỏ em không có rồi, hello chị ơi. Bé vỏ kim hương. Chưa về lần nào hết. Trời ơi cưng quá chị. Bộ bé 39 ngàn. Bé gấu nha em có số 1 nè, số 2 với số 6, số 7, số 8. Size lớn là mẫu này đi chị. Bé này là trai gái gì mặc cũng được hết trơn á. 39 ngàn số 1, số 2, số 6, 7, 8 nha. 39 ngàn em. Cái màu này lạ nè, đẹp quá trời luôn. Cái áo sáo cho kiểu anh Nguyễn nè. À, số 8 hả? Bé em nhiêu ký? Rồi lấy bé chút bé nha. Chốt này đẹp lắm. Khách em mua đủ màu luôn rồi đó. Tại bữa giờ em về nhiều màu lắm.
xuống luôn đi. Bộ bé 20kg cho chị chồng Mỹ Trang. Ok, ở trước bà bộ bé số 8 là của chị không, của Thông Nguyễn. Rồi em còn số 1, số 2 mấy chị ngoài sơ chốt số nhỏ cho em vậy. Số 1, số 2 nè mọi người ơi. Chết bà hết rồi chị Tiên Lộ ơi. Hết rồi chị Mèo Con ơi. Rồi cái số 2 này cũng bự quá vậy. Số 2 này cỡ 15-16kg dừa luôn nè. Ai lấy số 2 giúp số 2 giùm em. Quá đẹp luôn á. Sao số này đợt này bự nè. Số 2 bự nè, 15-16kg dừa luôn. Ai lấy số 2 giúp số 2 giùm em nha. Có 39.000 rồi bà ơi. Bé 18kg thì em hết rồi. Bây giờ còn có bộ này 15-16kg rồi. Số 2 chị Hằng. Áo đang mặc coi dạ. Áo đang mặc 85.000 á chị ơi. Bộ bự hết rồi. Rồi em còn được bộ số 1 nha. Còn được một bộ số 1 nè mấy chị. Số 1 này cũng cỡ hơi 10kg nè. 11kg vừa nè. Quá đẹp. Ai lấy một chút mộng nè. Áo khoác em đang mặc là chất nhung nha mọi người. Em có loại dù nữa, có khoác dù luôn giống như vậy. Mà khoác dù này 75.000, còn nhung thì 85. Nhung này em có màu hồng, màu nâu với lại màu đen. Ai lấy nhung chút nhung. Em có bộ bé này, bộ bé gấu này đẹp lắm nhưng mà nó có số nhỏ không à. Ai bé gấu này số 2 nè. Số 2 giùm em ha. Bộ bé gấu này em nhặt tới 6 mấy lần á. Bữa nay em xảo cho bà 39.000 luôn đi. Bé gấu số 2 39.000 luôn. Ai lấy gấu số 2 trước em? Dạ đây em lên. Có loại gấp có không rồi, không có loại gấp có. Số 2 chị Hà. Cho nó hết. Trời ơi, cái bộ sáng này đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi.
nhỏ số 1, số 2 à. Nhưng mà bự nha. Số 2 này tầm 14-15kg rồi nè. Số 2 này có 14-15kg rồi em nha. Xám, xám 40 luôn. Ai lấy xám chút xám 40 em đẹp cho. Rồi xịn lắm luôn á. Cho em lỡ lên bộ này xong mà em qua đồ kiểu cho mấy bà nha. Lấy bộ xám hả hả xám. Cái này là cỡ nó để là số 2 nhưng mà cái phơm nó cỡ số 3. Hơi bự hơn bình thường một chút. Rồi số 1 nè, trời ơi số 1 này cũng bự quá ha, cỡ 12-13kg luôn nè. Số 1 này cỡ 12-13kg giùm em luôn. 40.000. Cái gọi này bán lỗ không á, chất đẹp lắm. Ai lấy xám, chất xám. Ê, bộ gấu đen còn nữa này, ở đâu ra hoài vậy? Trời, bộ gấu đen nè mọi người, 15kg giùm em. Gấu đen 15kg, 39.000. 22kg không vừa mẹ ơi. 22kg là chỉ có bộ 3D thôi à. Bộ gấu đen này chốt em 15kg nè, 39.000. Rồi ai lấy quần đang mặc nó chốt giùm em nha. Quần đang mặc có 29.000 luôn. Đây cái đầm bé này 15-16kg giùm em, 50.000. Ai lấy đầm bé hồng chốt em ha. Trời ơi, mẫu áo này đẹp quá. Cái áo này là siêu đẹp luôn, có 50.000 rồi mấy chị yêu ơi. Áo nút giùm em ha. Áo nút tay dài 50. Của nam hả? Của nam hình như là có áo nam. Áo nút em còn màu xanh với lại màu màu trắng với lại màu xám nha. Trời ơi, áo nút đẹp quá mọi người, có 50.000 à. Ai lấy áo nút chốt em. Siêu đẹp luôn. Cái áo này 75 lần á, mẹ bán cho mấy chị ra. Nút màu gì chị? Bộ size to là bây giờ em chỉ còn bộ 3D này thôi à. Bộ 3D này như ta 39.000 nè. Xanh cho Nguyên Nguyên 10kg. 10kg này đợi chị cái. Áo nút hả chị? Trời ơi coi giãn lắm, nó giống như là chất len gân vậy đó. Đó len tâm á, coi giãn lắm. Rồi em còn nút ba màu luôn hả? Ơi chị Tiên Lò ơi, chị mua hàng chắc lấy giùm em nha, để mất công like xong cái ngày mai chốt không được á. Mất công xả ra thì có chắc chắn lấy hoặc là cọc giùm em đi. Không gà em bị hoài luôn nè, bà kia mới đặt đóng rồi xong mà xả ra hết nè. Đây giờ em còn nút trắng nè. Với lại màu này là màu xám xám nâu nâu quá, đẹp quá ha. 50.000 à. Ok, vậy còn hai cái ha, lấy giùm em hai cái ha. Em nghĩ sao mất thời gian like cái hôm qua, bữa sau chốt không được. Nó bực bội luôn á. Đâu mặc sét đâu, đang là
về nhiều quá à, em chốt cho là 29.000 đầm maxi. Ba hàng tem mạc đẹp luôn nè. Đầm maxi giùm em ha, 60kg lại vừa. À lấy maxi, chút maxi giùm em, eo là eo thun luôn nè. 29.000 có lớp lót luôn. Đầm maxi giùm em 29.000. Xanh 29.000 à, lấy chốt nha, chốt nè.
đẹp lắm. Trời ơi nè, nhìn cái con quần nè, nó xịn dữ lắm luôn mà có 29.000 rồi. Em bị khùng quá vậy, em bán cái giá gì vậy trời. Quần nè mấy bà, giày đẹp rất là xịn luôn, có 29.000. Còn mấy cân là hết rồi. À lấy quần xám cho, quần xám giùm em. Mẫu này quá trời luôn, y gan như vậy không luôn. Đó giờ mới biết, không
có để ý. Bỏ quá hết là mặt nhiều quá trời giống hợp vậy nè. Rồi ai lấy bao cam, chút bao cam giùm em 35.000 nè. Xịn quá, xếp này 145 nha mấy bạn. Em có hồng nè. Có
đâu. Áo đen đó hả chị, nó tầm 65 kg lại á. Áo phông rộng nâu là 30 ngàn. Còn một cái con len cổ lọ nha, áo len cổ lọ giùm em 30 ngàn luôn. Các bạn nhìn nó tem mạc nó hãng xịn ghê không, len cổ lọ 30. Áo lông nâu thật nè. Ê hên, cái đơn của em chị chưa gửi, mai chị gửi chung luôn ha. Cái con sơ mi khoác là đẹp lắm nè mấy chị, mấy bà mà thích mặc áo dây áo hung ba lỗ đổ trong á, khoác cái này vô xinh lắm. Sơ mi mỏng cam giùm em 30 ngàn luôn. Sơ mi mỏng cam 30 nha. Cái này dạng là áo khoác á, đẹp lắm á. Đây con áo tay dài 3D chốt giùm em 20 ngàn luôn đi. Áo 20 giùm em. Áo hình 20 ngàn. À đây áo chụp áo 20. Áo này đẹp lắm. Áo này vải xịn luôn á. Nè đây cái con thun bông viết này đẹp lắm luôn nè. 75 ngàn sale luôn 40. Mẫu nên các em mua nhiều lắm luôn bởi vì em nhập nhiều. À đây áo chút áo giùm em nè, áo nu không? Áo nu 75 sale cho bạn 40. Có màu xanh nữa. Áo nu. Nu cho hợp nhung. Trời, chứ nghe nhạc nghe mệt. Đây áo len giùm em nha, áo len dài nút là 25 ngàn. À lấy áo len cho ấp cho áo len giùm em. Cái này mặc áo dây áo vừa ra trong giùm em ha, dễ thương lắm, 25 ngàn nè. Cái là len xịn luôn á, len 25. Thôi bộ nam thôi. Đây bộ nam còn được bộ này nè, 105 ngàn. Ủa size to XL đủ luôn má mày ăn à. Bộ nam XL nha, 105 ngàn giùm em. Rồi cái đó là mã 1, bữa này là mã 2. Mã 2 này size M nè. Chú gửi mã 2 này xem mờ 105 luôn. Đây cái bộ này 60 kg nè. Bộ này 60 kg đây. Bộ đáp. À lấy bộ đáp cho, bộ đáp 105. Bộ đáp này bán không có lời luôn á. Bộ đáp đẹp ghê ha. Cái này về mà mặc cái áo khoác rồi cũng xịn, nó cũng đủ tiền luôn rồi đó. Áo khoác nam 70 kg. Khoác nam 70 kg. Có mẫu em đang mặc màu đen nữa, lấy màu đen cho nam mặc được. Không gài đồ nam nhóc hết trơn mà không ai mua.
em đang mặc là quần nam nè, nó có size to luôn. Ai nó có tới size 2XL luôn á. Đó. Đó là quần nam. Nhưng mà nữ mặc cũng được luôn, tại vì em thích mặc rộng rộng á. 35.000 giùm em quần ba sọc. Hàng này hàng xịn luôn á, rất là đẹp nha. Nãy giờ có mặc ngược không? Ai lấy quần ba sọc chốt em nha. Áo sơ mi jean giùm em. 119.000 còn cái một nè. Sơ mi jean 119.000 nha. Ôi đẹp ghê. Là ngon lành luôn rồi. Ê, cái áo nãy mà em còn màu trắng nữa nè. Áo thun bô ghiếp tay dài em còn trắng nữa nè mọi người, 40.000. Ai lấy trắng 40 chốt em. Ê, lên cái áo này đẹp quá nè. Trời ơi, con áo tay dài siêu đẹp luôn, 30.000 cho mấy chị. Ai lấy áo tay dài vàng thì chút vàng 30 nha, trắng cho Hồng Nhung nè. Cái áo này nè, đợt nhập phỉ là 65.000 luôn á. Yeah.
dữ lắm, đẹp luôn nè. Rồi đẹp chưa, mà khối này em còn size 30 với 31. Đây khối 30 với 31 ha, sale cho mấy chị 100 ngàn. Ủa đẹp xuất sắc vậy trời, 30 với 31 100 ngàn luôn. Rẻ hòn luôn đó rồi. Đây con sơ mi ơi đẹp quá à, hẹn sơ mi form rộng siêu đẹp luôn, có 40 ngàn à. Con này em có 1 con nè. Đây hàng đẹp nha. Đây trắng form rộng như em 65kg là vừa 40 ngàn. 33 không có chị. Sơ mi cho chị Lý Hồng Nhung. Quên, áo chơm rồi. Set
không thấy bộ đen này bút mấy cái dừa nè. Mấy con áo hồng này em nói bà siêu đẹp luôn á, mặc vô lên form đẹp lắm. Hồng nè 30, em lấy hồng chứ hồng 30 giùm em. Hồng 30 ngàn, nhỏ nhất hả? Bự đó.
bây giờ còn nấu nấu gà, nấu kia á, nấu đầu tiên á, súp nấu hết rồi, súp này còn màu đen. Thank you.
cái túi này là đúng xịn luôn nha mấy bà. Nó nặng dữ lắm, nặng luôn. 100 mấy không nhớ nữa, bây giờ sale luôn cho mấy bà 100 ngàn. Có hai cái duy nhất thôi đó, màu đen với màu nâu, hai cái duy nhất, không có cái thứ ba luôn. Không ăn to hả? Chị không có, chỗ chị nóng đó, không có, không có mấy cái mẫu đó, đó. Trời ơi nó đẹp, nó rất là nặng tay luôn á, y như hàng hàng F1, hàng super luôn mấy bà. Quá đẹp. Màu đen với lại màu nâu thì men 100 ngàn. Bộ bé có mấy ký? Em nghe lấy cỡ mấy ký, bây giờ để chị kiếm cho nó dễ. Đẹp ha mấy chị. Thể thao nam hết, bây giờ còn áo nam không à? Đây còn áo nam này là XL với 2XL là 29 ngàn. Áo nam có nó, cái chất của nó là nó giống, nó đẹp hơn chất nỉ. Chị trai còn... quần bây giờ có quần jean. Đây cái quần này 29 ngàn nè, XL với 2XL. Em đang sale còn 100 ngàn.
em 45.000 thể thao cho Hồng Nhung. Hết rồi kìa, hết trơn rồi. Đây, trời ơi, cái con sơ mi cổ bèo đẹp quá trời luôn, có 40.000 à. Bộ ngố hết sạch. Cái con sơ mi cổ bèo đẹp xuất sắc luôn, em có ốp hình đó mấy chị. Ốp hình bán 45.000, lên live bán cho bà 40.000 luôn. Trời ơi, nó hai dẹt luôn nè, hai bèo luôn. À lấy sơ mi, chốt sơ mi bèo, chốt mẹ mèo 40.000. Sơ mi cổ bèo 40 nè. Thank you.
vậy đó, đúng luôn á, đúng sai của chị luôn, rồi bạn kia cũng vậy luôn. Thôi he, thấy cũng đẹp chứ có vừa bự lắm đâu à. Bộ xám là size 16kg 17kg vừa em, xám 40.000. Bộ xám 40 nha, lấy bộ xám chứ em. Xám 40 nè. Sao comment sao rồi kìa.
lận ha. Ở Dung Quân bự lắm, nỉ nam 20 giùm em. Nỉ nam 20 ngàn này bự lắm. Ngày đó tầm 2XL đó. Nỉ nam là tầm 2XL 20 ngàn. À lấy nỉ nam chứ, nỉ nam nè. Ờ quần jean 28, 29. Có 29 triệu. Có quần jean 29 28 cũng có luôn. Nam cho chị Thị Hồng Nhung nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chốt nghe giùm em. Phun L 125. Ê sao mà còn L luôn vậy trời, hên vậy. Trời ơi cái con xanh đậm này đẹp quá vậy. Xanh đậm lò vê giùm em ha, xanh L luôn nè. Chạy thần thuật luôn, 90 ngàn. Xanh đậm lò vê 90. Xanh L luôn. Trời ơi cái mã khói này là cái mã em ướp mình nè. Trời mỏng tay quá, nặng. LV hả chị? Để em coi. Cái khối này đẹp lắm nè. Còn M với L. Trời ơi nó nặng chết luôn vậy. Cái khối 125 giùm em nha. Ngáo quá ai. Ôi đâu
trơn rồi. Ờ, ghé đi ghé đi ghé đi được tặng quà. Nói chứ mọi người á, sám phải chạy, sám còn tầm 15 kg, 14 kg tới 16 kg á. Nói chứ cái cái túi này nè là em mua về, em đặt về là để em tặng quà Tết cho mấy bà đó. Ai cái túi này dễ thương lắm, nhiều hình lắm. Ghé mua đồ đi, ghé mua đồ đi là em tặng nè. Bữa giờ khách cũng ghé hoài, cũng tặng. Bữa giờ tặng cài Noel, chưa tới Noel nữa. Bây giờ chuẩn bị quà Tết luôn rồi đó. Túi đẹp ha, cũng mấy chục chứ trời, phải rẻ đâu. Thấy chưa, này để quà Tết cho mấy bà đó. Rồi áo thun, áo thun này hàng Quảng Châu đẹp luôn. Còn hai cái của cuối cùng chốt luôn cho mấy bà nè. 40.000 luôn đi. Trời ơi, rẻ bèo luôn á. Trắng với đen nha, để chứ mẹ. Áo thun trắng với đen nè. Lấy bộ 16 kg, ok chiêu. Túi nó bán 29.000 á bà. Bán nghe giá cho mấy bà, giá tôi mua luôn á. Tôi mua 29.000 về tôi chia cho khách á. Ai muốn mua thì tôi bán à. 29.000. Chị Anh Thanh. Nhiều mẫu đẹp lắm. Ê, gấu không đẹp giống ai lái trời. Công kỹ mà đi lấy trên xào xuống. Áo áo thun mới chạy, áo thun đang sale qua 40. Áo thun này là hàng cô tông khô. Rồi em nhập tới năm mấy rồi. Còn trắng còn đen là đang sale 40. Chưa, chưa tới Tết nữa tặng tưới vậy. Nhá trước thôi, nhá hàng trước thôi. Để cho mấy chị khách kiểu mua hàng em thường xuyên á. Hai cái ok chiều. Chưa có tới Tết mà tặng. Tặng giờ cái tới Tết cái mấy chị khách đòi quà em nữa, em lấy gì em tặng. Nói chứ qua tới tay là bắt đầu tặng rồi. Hết trơn luôn rồi nè chị. Em còn được cái trắng trơn này đẹp nè. Trắng trơn, trắng chữ này là 29.000. Cái này sang lắm, chị mặc được. Đơn giản, dễ mặc. Trắng chữ 29.000. Chùa mẹ, em có tặng chị cái cài mà chị nói vậy. Cái đó là để gần Tết mới tặng mà. Giống quà trời. Nhá hàng trước để cho mấy chị mua đồ em thường xuyên. Đang còn cái trắng chữ này 29.000 nè. Đẹp quá à. Cái con len đá là đẹp quá mấy chị ơi. Len đá thì mẹ em ha 40 luôn. Trắng 29 chỗ khô. Yeah.
Chim biến què. Chịu không có gì nữa không? Còn cái đầm nhung
45 rồi. Đẹp lắm mọi người. Đầm nhung đen còn cái xeo luôn 125 luôn. Xách xanh cho chị Trần Mỹ Trang. Thank you.
145.000 rồi bà. Ở phía sau là nhúng thùng dễ mặc lắm. Ở cái sách đen em đang sale nè, sách đen treo này em đang sale luôn nè. Quần dài ống suông đẹp lắm. Còn có set 1 và 145 đang sale còn 120 á. Rồi set con chị, chỗ set em bao la luôn á. Tùm lum set luôn. Cái set sơ mi này đẹp lắm nè, của cái con nhỏ mà Thiên Kim mặc á. Trời ơi đẹp quá à. Set sơ mi giùm em nha, quần tây nè. Có màu đen, màu nâu. Ê, đen nâu với lại màu xanh bơ. Trời ơi, set này dẻo vậy, có 125.000 rồi thôi. Set này đẹp lắm nha, cái chất là siêu xịn luôn á. Có 125.000 à. Dễ mà, mua mấy sáng này kiểu mấy bà đi đâu chơi á là hút nguyên bộ đồ cho lẹ, không có công kiếm này kiếm mấy kia khó vô. Có đen, có nâu với xanh bơ. Thế chị có xanh không cơ chị, xanh hơn đen treo trên sàn. Sao? Bộ ga 45 quần 35.